cả nhà. Trời, đây là cái dãy nhà mới xây đẹp quá trời luôn. Hello. Nhìn Dương có giống Việt Kiều không? Anh chị nhìn Dương có giống Việt Kiều không? Giống không? Nhìn thấy Dương ăn mặc và giống Việt Kiều không mọi người? Hello, hello. Đi bộ như vậy nè, qua cái xứ người. Tiếng tâm nó khó quá. Đi bộ riết rồi, đi bộ riết như vậy nè. Anh chị thấy không? Đi bộ riết người như vậy nè. Đi bộ không à. Tôi qua nước ngoài toàn là đi bộ với đi bộ. Đi bộ cho nên là bụng tan mỡ hết luôn. Không còn một miếng mỡ nào. Từ trên xuống dưới chỉ còn có một muối. Anh chị nhìn Dương giống Việt Kiều không? Ngày hôm nay anh chị thấy Dương giống Việt Kiều yêu nước không? Cái chỗ này là người ta đang xây nhà nè anh chị. Ngày Dương chuyển cái mày ra sao cho mọi người coi ha. Giống Việt Nam hi hi hi. Cái hệ thống dàn giáo của người ta nè, cái dàn giáo của người ta nó cũng khác hơn của Việt Nam nữa anh chị ha. Dàn giáo nó chắc chắn, nó kiên cố hơn. Và Dương thấy cái mâm gọi là cái mâm cốt pha đó anh chị, cốt pha là cái mâm lót để người ta đứng ở trên anh chị, nó cũng khác hơn, nó chắc chắn hơn. Ở trong dàn giáo rồi cốt pha rồi cái gì nữa ta, cái mâm hả, cốt pha với cái mâm với lại đó, chắc chắn lắm. Người ta làm vậy người ta còn bọc xung quanh vòng vòng nữa kìa, thấy không? Nhìn em giống em gái Long An hả? Nó Dương là Dương là Việt Kiều yêu nước. Dương nói Dương là Việt Kiều yêu nước, anh chị có chịu không? Có chịu Dương là Việt Kiều yêu nước không? Cứ lang thang, cứ tình tăng tính tăng ở ngoài đường vậy nè. Thời gian đâu mà livestream, thời gian đâu mà lấy tin tức, không có thời gian đâu mà lên mạng lấy tin tức anh chị. Không, người ta làm chuyên, người ta ngồi ta lấy tin tức của mình đó, tối ngày sáng chuyện này trưa chuyện nọ, một ngày tôi nhận biết bao nhiêu cái thư, bao nhiêu cái mail, không có trả lời kịp luôn, lấy đâu mà làm chương trình, làm không nổi luôn. Cười dữ vậy, ai cười dữ vậy? Dương là một Việt Kiều yêu nước nha, đừng có nói Dương là phản động nha anh chị. Một Việt Kiều rất là yêu nước đó, đừng có nói mình phản động, buồn lắm. Nè anh chị coi Dương giống bán hàng đa cấp không? Nè cho anh chị coi nha, đó, ăn riết ốm vậy nè, thấy không? Bữa nay thấy hết hình của mình rồi phải không? Mỗi khi mình livestream nó có mình nè, nè. Giống nhân viên bán hàng đa cấp ở bên Việt Nam không? Đó. Khổ lắm. Trời, cái mấy anh kia nhìn quá trời nhìn. Nhìn giống như là chưa từng được nhìn luôn á. Để mình đi xuyên qua cái chỗ này coi nó có. Sao bà này nay già dữ vậy ta? Già không? Mình đi xuyên qua cái vườn đi. Mình xin đi qua cái vườn đi anh chị. Trời, nó khát nước quá trời khát nước. Tại vì Dương là Việt Kiều yêu nước cho nên nó là Dương già. Công cảm nha. Nó anh chị thấy không? Trời ơi, cái vườn người ta trồng cây, trồng hoa, cỏ, lá, xanh tùm, bàn ghế để là lãng mạn không? Đã chưa? Ở trong thành phố, trong thủ đô mà có hoa, cỏ nè. Đẹp không anh chị? Tại vì sao Dương để màn hình nằm đứng cho anh chị á? Tại vì xoay ngang á, Dương cầm phải, Dương cầm hai tay đi cực lắm. Cho nên để đứng nó dễ. Khát nước muốn chết luôn, không có ai mang nước cho Dương uống hết. Nè, nhà cửa nè anh chị. Để vào trong đây mà thuê nhà trong đây để mà có cái vườn như thế này anh chị phải chờ lâu lắm. Đó. Cái này mà Dương xoay ngang màn hình ngang là anh chị nhìn thấy đại cảnh đã luôn. Yêu nước đừng yêu đảng hả? Trời ơi, nước nó chảy kìa, trời ơi, đang khát nước má ơi. Ủa sao hay vậy ta? Ủa sao hay vậy trời? Ủa sao cái này nó hay vậy ta? Trời ơi, anh chị coi cái vòi nè. Nó không có cái gì hết trơn mà sao nó đứng vậy được ta? Ủa thắc mắc à nghe, cái vụ này ngộ rồi nha, tự nhiên cái vòi nước từ trên xuống dưới. Lạ không? Ôi trời, làm sao khát nước quá giờ, sao vô xin miếng nước uống, khát nước quá ta ơi, chết rồi. Trời.
Trời ơi, có bạn kia mà không dám lại hỏi. Có ông ngủ ở trong á hả? Có không? Trời ơi, anh chị coi nè, nó đứng nè. Trời ơi, bông hoa quá trời luôn, đẹp quá luôn. Nhồn nhà người ta hả? Vô rừng Hữu Dương. Ở đây là một cái nơi mà nó nằm gần nhà em á chị. Trong đây là vườn cây có quá trời luôn. Có ông thủy tinh hả? Nó đứng kìa, anh chị thấy giật mình không? Nè, coi nè. Không có cái gì hết, nó chỉ có cái vòi ngang vậy đó. Nó, trời ơi, lạ chưa? Em dùng thử đi hả? Để người ta ra mình xin coi người ta cho không? Mà anh này không có ai đóng cửa, không dám vô, vô tao quýnh sao? Có, trong nước có ông thủy tinh hả? Ủa hay vậy? Trời đất coi, hèn chị thấy nó đứng kìa. Nhìn kỹ lại đi Dương, em không có thấy cái gì hết á anh. Anh nhìn đi coi nước nó chảy kìa. Anh nhìn đi coi nước nó chảy xuyên suốt như vậy đó. Rồi cái vòi nó không có gì hết trơn mà nó đứng hết hồn luôn anh chị. Giống như những cái người mà mặc bộ đồ đứng ở trên đường, mà mấy người mặc đồ ngồi trong cái ghế anh chị. Trời ơi nó ngộ hiên. Trời ơi ngộ thiệt chứ. Nay trời nắng thấy ngộ chứ. Trời hoa gì quá trời hoa. Đừng có uống nha, khát nước quá. Hồi nãy đi tưởng đâu đi có 15-20 phút về thôi. Hoa nè, bây giờ Dương đi Dương lia hoa cho anh chị coi nha. Không thấy người ta trong kia. Không thấy người ta trong nhà. Phải Dương thấy cái người nói là Dương tôi muốn uống nước, tôi khát nước quá. Đó. Anh chị nhìn coi cái con đường này giống cái nhà, giống những cái nhà mà ở vùng nông thôn anh chị không, lót mà gọi là nhà nghèo, nhà thiếu tiền đó anh chị. Không có tiền đó, không có tiền cái họ lót gạch kiểu nhỏ. Vậy vậy nè, họ đi vô nhà này giống ở vùng nông thôn không? Nó có cái nhà ở trong kìa. Giống hen. Trời ơi làm nhớ Việt Nam quá trời luôn. Giống ghê lắm. Mà cái này không phải ở vùng nông thôn đâu anh chị, đây là trung tâm, cái trung tâm thủ đô đó. Có ma đó Dương, thiệt á hả? Trời ơi cái nhà này chắc có ma quá. Sao tôi thui thù lùi vậy trời? Nói nhà này anh chị tôi thui thù lùi luôn. Ghê không? Nói chứ ở bên Na Uy họ thích trở về với thiên nhiên á, khi mà cuộc sống nó đầy đủ đó anh chị, là họ thích trở về với thiên nhiên lắm. Giống như Dương vậy đó, Dương qua tới Na Uy rồi đó. Trời ơi, Dương nhớ Việt Nam là nhớ làm sao chị, nhớ cây cối, nhớ cây ổi. Ở bên Na Uy làm gì kiếm cây ổi ra? Ở bên Na Uy kiếm cây dừa không có ra đâu á. Ở bên Na Uy kiếm cây dừa không ra, kiếm cây ổi không ra, kiếm cây me không ra. Tại cái xứ này là cái xứ lạnh mà làm gì có dừa, có ổi, có me. Đó mình mà khi mình về Việt Nam á, mình nhớ, mình nói mình về Việt Nam mình. Ôi trời ơi, lại đây xin miếng nước uống, khát nước quá. Chắc tôi chết. Rồi ông đi vô tuốt vô trong rồi. Sao không ai thương mình hết vậy trời? Không ai thương mình hết vậy? Trời ơi, trồng hoa đủ các loại luôn mọi người. Hoa nè. Nhà bà Nhiên. Hoa nè. Trời ơi Dương ơi là Dương. Tại sao anh Phúc Nguyễn? Tại sao kêu Dương ơi là Dương là sao? Đó. Ở đây nó trồng hoa nó ngộn vậy nên anh chị. Ở đây nó hay có cái những cái đồ này nè. Ý con chuột kìa. Anh chị thấy con chuột không? Trời ơi con chuột kìa, nó con chuột nó bò kìa anh chị. Hồi đó giờ qua Na Uy mới thấy con chuột luôn, 4 năm nay rồi mới thấy con chuột. Trời ơi nó dễ thương quá hen anh chị. Con chuột kìa, thấy con chuột không? Trời ơi con chuột này dưới cống nó bò lên nè. Các anh chị thấy con chuột không? Anh chị ở Việt Nam có thấy con chuột không? Con chuột này dưới cống nó bò lên nè, bây giờ nó lên nó kiếm ăn nè anh chị. Nó canh ở nhà, người ta không có chủ, nó chạy vô nó kiếm ăn đó anh chị. Nó đang ăn gạo, nó đang ăn đồ ăn đó. Cái lát nữa nó bắt đầu chủ về nó chạy vô nó trốn. Đó, anh chị thấy không? Con chuột dễ thương quá ta ơi. Có con chuột nhỏ nhỏ dễ thương ghê luôn. Ôi hoa gì trong kia vậy ta, giống hoa mười giờ vậy trời. Trời ơi, không lẽ giờ mở cửa đi vô, người ta nói mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp, người ta quýnh mình sao ta, nhà gì xa quá vậy. Đi vô đó xa quá, không dám mở cửa đi vô. Mấy cái cỏ tự động. Ủa vậy hả, Dương tưởng con chuột. Ủa nó bò tới Dương nè anh chị, trời ơi giống con chuột quá mọi người, y như con chuột vậy đó. Trời ơi, ta nói dân thành phố mới lên mà nhìn đâu có biết đâu. Ủa nó bò lại mình kìa. Nó bò lên mình kìa anh chị, rồi nó da ra rồi. Dạ, ở gần nhà đó. Trời ơi, vô cái vườn này anh chị một thời gian nữa thôi là anh chị sẽ thấy táo nè. Thấy trái cherry nè, thấy mận nè, đầy nhóc luôn.
Trời hoa này hoa gì vậy mọi người? Hoa gì vậy? Nó đẹp chưa? Trời ơi, mấy cây này sao người ta không cưa để nó mai nó ngã chết người sao ta? Anh chị, mấy cây nó như vậy là phải cưa đi hết đi, phải cưa bỏ, không? Phải cưa bỏ hết để nó mai nó ngã đè chết người. Tại sao mà bên Na Uy không có học cái kiểu giống như ở Việt Nam? Tại sao mà bên Na Uy không có học cái kiểu giống như ở Việt Nam là phải cưa bỏ những cái cây này để nó ngã nó đè hết, chết người hết, không? Phải cưa bỏ đặng cho người ta nắng thấy mẹ người ta luôn. Nó phải cưa bỏ để cho dân mà tao nói hả nắng thấy ông cụ nội dân luôn chứ đừng có để vậy. Tao nói thiệt tình không có biết học hỏi gì hết trơn. Không có biết học hỏi gì hết á, thiệt tình. Nữa này cỏ nè. Phải chặt hết cỏ đi đặng mà lấy đất trồng rau trồng đồ, phải không? Phải chặt hết cỏ đi đặng mà có dự án, có đất bán cho dự án cho công trình. Cỏ vậy mà cũng để nữa. Gặp ở Việt Nam nó đem xe nó cán bằng hết rồi, nó làm dự án, làm công trình hết rồi. Thiệt tình là không có biết tranh thủ với tao nó tận dụng đất đai, nửa cây nữa nè, thấy không? Đó, không kiểu cắt gì hết trơn mấy cây này, xong cắt thì mai nó ngã chết hết luôn nè. Thấy không? Mai nó ngã là chết người. Phải cắt hết, cắt cho trụi hết, cắt cho nóng chết mẹ hết luôn. Để như vậy là không được. Không có gọi là không có an toàn cho người ta gì hết. Bực cái mình dễ sợ luôn. Nóng không? Nóng không chị? Cắt hết luôn. Dạ chị. Ôi ôi cây nữa nè. Cái cây này lạ ha. Cái cây này nhìn đằng xa xa nhìn nó giống như cây đào vậy mà nó không phải cây đào mọi người. Nó không phải cây đào, nó nhìn nó tua tủa, nó có bông vậy, nó không phải cây đào. Để Dương làm gần cho anh chị coi cái nhánh của nó nè. Nó không phải đào. Mà cái này mà đằng xa nhìn nó như cây đào vậy, nó không phải đào. Sang Nguyễn chào em. Nói chứ mấy cái livestream của Dương mấy đứa trẻ trẻ nó khoái coi lắm, mấy người lớn lớn ghét Dương như gì Dương không hiểu nữa. Ủa hoa 10 giờ hả ta? Hoa này hoa gì vậy ta? Ủa đẹp không? Tím tím nè, đẹp không mọi người? Dễ thương ha. Nhân viên bán hàng đa cấp đi vòng vòng, đi dạo dạo để coi có ai để hở gì không rình. Chứ có ai để hở gì không trơn. Ôi ông kiếm nhổ cỏ kìa. Ôi dễ thương quá luôn, người ta nhổ cỏ kìa. Ôi ông kiếm nhổ cỏ kìa, trời ơi, dễ thương quá. Đang, người ta đang nhổ cỏ vô phiền, người ta tưởng mình vô ăn trộm, người ta quýnh mình xưng răng luôn. Phiền lắm. Người ta nhổ cỏ anh chị. Vô mà ghẹo ghẹo người ta thấy mình, người ta không thấy mình đẹp. Gái mình ta huyết sáo, mồm huyết sáo vang, người ta quýnh, người ta đưa cho người đạp một cái ba dèo dèo luôn. Cái tội mày vô, vô hù người ta bất ngờ, thôi không dám nói chuyện. Trương Ngọc Huy, sao chị không chào em, chị chào em rồi. Chào mọi người rồi má. Đấy nè. Đó. Ở phía dưới là một cái thảm cỏ xanh thiệt là xanh. Ở phía trên là một cái bàn trắng trắng, thấy không? Ngồi và có cái chậu bông để rất là nên thơ. Xung quanh toàn là cây với cây, không? Cây với cây không. Cái kiểu này là nó không có đẹp. Cây như thế này không có đẹp. Một ngày nữa cây nó sẽ bị ngã, nó bị đổ, không? Phải chặt hết đi. Cỏ này là phải nhổ lên hết đi. Phải đổ bê tông, phải đổ xi măng xuống. Anh chị đồng ý với Dương không? Mình phải đổ xi măng xuống, nó chặt cây thì chặt hết, cắt ngang hết. Sân này là không nên làm cỏ. Đổ xi măng lên sân luôn, cây cắt ngang hết. Không còn cái gì hết, để nó trống trơn như vậy nó mới đẹp, nó mới là một thành phố văn minh. Chứ còn mà sân cỏ xanh xanh vậy, cây như thế này là mai mốt cây nó ngã nó đè chết người, không có được. Dương thấy không có khả thi. Dương là con cháu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Dương là con cháu của Hồ Chí Minh, là Dương có một cái lời khuyên là sân này là đừng để cỏ xanh, không đổ xi măng lên, đó, chán bằng hết, đó, rồi bắt đầu mình chơi scooter, mình chơi xe trơn trơn, xe trượt các anh chị lên đây chơi, đó, cây thì cắt hết đi, không cần bóng mát luôn, chẳng cần, mình gắn máy lạnh lên thổi cho nó mát chơi vậy thôi, chứ như vậy là nó không có đẹp. Cần chi mấy đám cỏ này, thật là hoang phí đất đai, quá phí, bỏ đổ xi măng lên hết, Dương mà có đất đai này Dương đổ xi măng lên hết. Nói lát hồi chúng ra chúng quánh cho xưng cái đầu. Trời ơi, trong thủ đô Oslo mà nó có gạch cái kiểu này, anh chị gạch từng miếng này.
chờ đợi cho nổi không? Đó, gạch từng cục vậy đó. Cái ai mà nhớ Việt Nam nhìn vô cái chỗ này. Đó, người ta đi lụm, người ta thiết kế cho nó cổ xưa anh chị, cho nó giống cổ xưa. Giờ nó hiện đại, người ta thích sống về quá khứ. Đó. Còn ở Việt Nam là lên hiện đại đâu có nổi đâu, mà sống về quá khứ, lên đâu có nổi đâu. Khổ lắm. Dương nói cộng sản nó chửi em nữa, nó report hôm nay Facebook của Dương đứng hình hôm nay rồi. Dương nói vậy thôi mà Dương đang ủng hộ nó mà nó cũng chửi Dương, nó cũng làm cho Facebook của Dương nó bị đứng hoài. Cái gì con sợ sợ lờ là tôi nói thiệt mà, tôi nói thiệt là cỏ này phải phải nhổ nó lên. Cỏ này là phải nhổ nó lên, thấy không? Theo cái tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là phải nhổ cỏ lên, đổ xi măng xuống. Đó, cho hết cái mùi nóng đồ chơi. Chứ đừng làm cỏ, nhầy cỏ nó mát lắm, tội nghiệp người ta, dân Việt Nam thích nóng không thích mát. Rồi cây đó là chặt hết đi. Đó, tại dân Việt Nam nó nóng quen rồi, mát nó chịu không nổi, chặt cây hết luôn, chặt sạch. À. Anh chị nhìn Dương đi, đó, nhìn Dương, Dương kiếm một cái chỗ nào Dương để cho nó đẹp người cái coi. Đó, anh chị thấy không? Trời nắng như vậy nè, đó, ông mặt trời ông nắng như cái mặt của Dương vậy nè, mà không cần phải có cái gì hết. Đi tỉnh bơ vậy nè, thấy không? Anh chị thấy không? Nó dễ chịu như vậy mà mây kéo tới một cái là lạnh co, lạnh teo, cái gì cũng teo. Mà có cây nè, chị có cây nè. Đó, thấy không? Cây nè. Bông nó nở rộp trời. Mùa hè của người ta đó nó mắc rượi. Mùa hè của người ta cả bông và cả con người nở, mạnh người người nở, mạnh hoa hoa nở. Nó đẹp, tiếng chim kêu ríu rít, chim bự, chim nhỏ, chim to gì là nó kêu rần rần hết. Chim đủ mọi loại chim, chim trắng, chim đen, chim nâu nâu gì đủ mọi loại chim. Nó bay, nó bung như lụa luôn, không? Còn ở Việt Nam á, là mùa hè là đem chim vô nướng hả? Tới nó mùa hè là chim nó thấy người nó bay cắm đầu, cắm cổ hả? Nói, lại bị chửi. Hoa. Để Dương đeo chung bay cho mọi người coi ha. Đứng đây thì anh chị sẽ không thấy bông rồi. Đó, hoa nè. Đứng ở ngoài nắng đó, chứ mà đứng ở trong mát là mây nó xuống là lạnh. Đó, bây giờ ông trời ông nhẹ nắng xuống rồi anh chị thấy hình ảnh nó rõ chưa? Đó, hoa này. Đó. Mát mẻ không? Đúng rồi đó anh Khấm Minh Nguyễn, đổ bê tông lót gạch để cho ngập nước tắm cho nó mát rồi bây giờ là bắt dân phải trả tiền chống ngập. Ngầu không? Ngầu không? Trời ơi, quên nữa, nước ngập quên anh chị, nước ngập ở dưới chân Dương. Cho anh chị coi nè. Nước ngập. Thấy không? Anh chị có thấy nước ngập không? Nước ngập quá trời, xăng cái quần lên mới được. Xăng quần lên. Ngập. Xăng quần lên anh chị, nước nó ngập, nó đi ngập cái quần. Xăng lên. Nó xăng lên cho nó giống như người ta đồ. Đó anh chị thấy không? Nó bây giờ là ra khỏi công ty rồi, ra khỏi cơ quan rồi, bây giờ là nó bơi, phải không? Bây giờ nước ngập. Để xăng cái quần lên anh chị cho nó, để nó ướt cái quần. Đó, xăng lên cỡ này nè. Xăng lên cái quần nó chật quá mà nếu mà nó rộng cái xăng tới đây luôn nè, xăng lên đi cho rã. Nó thấy không? Đó. Bây giờ mình sống ở thành thị mà mình xăng cái quần lên vậy nên chị thấy nó vui không? Rồi xăng cái quần lên vậy xong rồi hả? Đi là bắt đầu xe hơi nó chạy ngang, nó tạt ngang hả, nó văng cái nước ngứa, cái nước phân lên người của mình. Vui không chị? Trời ơi nước nó ngập nè, trời ơi, ngồi ướt đít rồi. Ngồi ướt đít cha nó rồi. Trời ơi khổ lắm anh chị ơi. Trời ơi. Ôi mệt quá. Trời ơi đi trong cái đường phố Sài Gòn khổ quá mà. Trời ơi khổ quá luôn. Ngập quá mà. Ướt hết quần rồi. Ướt hết cái đít luôn rồi. Trời ơi nó ngứa cái đít. Ngứa quá. Ngứa quá trời ngứa. Khổ lắm anh chị ơi, dân sống ở Sài Gòn khổ lắm, không? Dạ nó vô nó chửi Dương banh ta lông luôn nó. Cái nhà của người ta thì có bé tí mà cây kìa, nó mọc um luôn, mọc bọc cái nhà luôn, xung quanh nhà bọc hết. Thấy không? Chịu đời gì nói không? Đó, rồi bây giờ phải xăng quần lên. Thảm họa, một cái thảm họa. Nước ngập trời bị bà bị bõm luôn, chị thấy phân nó trôi lên bền không? Trời ơi nổi lên bền luôn kìa, ghê không? Bịt mũ kìa, nó rác cả. Vỏ chuối nè. Ly nhựa nè, ống hút nè. Rác của cây nè, lá của cây nè, nó ngập với cống cống kìa, anh chị thấy không? Quá trời quá đất luôn, tao nói không có dọn dẹp,
mà anh nó dục cho nó nghẹt đường, nó ngập. Trời ơi nó ngập cả bì bà bì bõm. Ngày mai nha, đóng phí chống ngập lụt cho tôi nha. Ngày mai đóng phí chống ngập lụt cho tôi. Cái việc mà ngập lụt là của người dân làm chứ không phải là của chính phủ làm nha. Cho biết trước, ngày mai đóng tiền cho tôi. Thôi đi ra mệt quá. Đi bộ mà cũng không yên nữa mọi người. Đi bộ mà cũng không yên, nó khổ vậy đó. Nói chứ xả quần xuống làm chi, nó cứng ngắc khó đi quá. Người ta nhìn vô người ta cười quá trời luôn. Người ta nhìn, người ta nhìn quá trời. Phải xả xuống khổ vậy đó. Khát nước quá trời, khát nước, khát như gì đi qua Nam Phi mà không mang nước theo là khát nước. Thấy khổ không anh chị, thấy khổ không? Tao nói Việt Kiều yêu nước khổ lắm. Việt Kiều yêu nước này khổ dữ lắm. Tao bị cộng sản nó ghét dữ lắm. Nó ghét như gì á. Mẹ bà nó, cái thứ yêu tinh yêu nghiệt. Quên nữa, ô đứng bên đâu giờ? Bởi vậy cộng sản nó làm cho người ta nhìn vuông giống như con gì á. Nè, đâu yêu nghiệt mà. Anh chị thấy không? Anh chị có tin không? Nè, anh chị nhìn đi ha, dương nó không nổi, nó dương mệt rồi. Nè, đường xe lớn nè. Thấy không? Ông tài xế ông nhìn dương hết hồn. Dương qua bên đây đi, anh chị nhìn ha. Mình nhìn đi, mình anh chị không có cần dương nói nhiều, anh chị mệt. Hôm nay dương bay ra giữa đường, dương quay cho anh chị coi luôn. Cái đường này không có ai hết. Nè anh chị có xe nè, thấy không? Đó, coi nha anh chị. Trời ơi bây giờ anh chị coi tàn cây kìa. Anh chị coi cái tàn cây của người ta kìa, thấy không? Nó cong ra, nó cong ra, nó thòng xuống vậy đó. Nhìn ha. Anh chị thấy không? Nhìn rõ ha, mình nhìn ha, cong cây nó cong xuống vậy. Rồi ở trên đây là hàng, cây, cỏ ha. Ở trong là lối mòn đi. Lối mòn đi nè, nó cái đường mòn nhỏ nhỏ anh chị không? Mình đi trong cái đường mòn nhỏ nhỏ này mình giống như mình đi ở vùng quê vậy đó. Y như mình đi vùng quê vậy em phải không? Mà thực sự ra bên kia là con đường cho xe cộ lưu thông. Ở trên là mùa hè anh chị, lá cây hả nó ra xanh ươm hết, xanh um hết. Ở trong đây là nó vậy nè. Cái con đường mòn cho người đi bộ, ở bên kia là cái đường cho người đi xe đạp và người đi bộ ở trên kia kìa. Mà cỏ nè anh chị thấy không? Nó xanh tươi. Mà cây nè anh chị coi nhánh nè ha. Bởi vậy anh chị coi nhánh nè. Nhánh cây nè. Nè nó đưa từ bên đây nè, anh chị thấy không? Nó đưa từ nhánh cây từ qua bên đây, nó qua bên đây, nó qua bên đây, nó đưa xuống nè. Đó. Từ bên kia nó đưa qua, nó đưa xuống là mình nhìn vào mình sẽ thấy được là cái nhánh cây này ở Việt Nam á là cái cây mọc rất là cao. Anh chị thấy ở Việt Nam là cây mọc rất là cao, cái tàn rất là cao. Nhưng mà tại sao ở bên Na Uy này á, anh chị thấy những cái nhánh cây nè như vậy nó vẫn để, nó không có chặt. Không phải là bên đây không có công ty mà người ta chăm lo cho môi trường ha anh chị, có nha. Nhưng mà họ có cái nguyên nhân của họ để họ không chặt, họ tạo ra cái nét gì đó mà họ giữ. Tin nổi không anh chị, bên kia nó cũng xanh lè, bên đây nó cũng xanh lè luôn. Con đường này cách nhà Dương chừng có mấy phút đi bộ mà. Đó, là cỡ như vậy là phải chặt. Dương nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mấy người là giống như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nè. Rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nè, là phải qua Na Uy và đề nghị với lại chính phủ của Na Uy là phải chặt hết những cái cây này để không thôi ngày mai nó ngã ra xe cổ nó chạy kìa, nó sẽ đè xe nó, những cái phương tiện công cộng này là xe chạy như vậy là xe cổ nó sẽ ngã lên đè xe và nguy hiểm. Đố dám chặt cây nó phạt cho chết bà nội luôn, nó phạt thấy bà luôn anh chị, chứ không dám. Anh chị ngon, anh chị đụng tới cây nó thử coi, nó cái bên đây nó có một cái đảng môi trường, một cái đảng môi trường nó bảo vệ môi trường khủng khiếp. Nó biểu là người ta phải hạn chế đi xe mà đổ xăng rồi này kia, nó hạn chế mà cái môi trường nó bảo vệ nhiều khi quá luôn á. Cho nên cái môi trường của người ta nó trong, nó sạch. Anh chị thấy Dương không cần sử dụng khẩu trang không? Không có cần sử dụng khẩu trang gì hết. Mát mẻ, thoải mái. Còn Việt Nam là trời ơi, ta nói bịt 80 lớp mà còn không chịu nổi. Già hôn, Dương già hôn. Nãy có người nói xong Dương nó già quá. Dạ, Dương già 80 tuổi. Cho nên là như nói thiệt với anh chị, cái người Việt Nam của chúng ta thôi,
lâu lâu mình phải làm diễn viên hài cho đời nó bớt khổ. Đó không? Chứ có béo bổ gì đâu, mình nói chính trị hoài nó buồn lắm. Nói vậy mà nó chửi mình phản động lưu vong đó. Nhờ mà mình đi ra nước ngoài mình mới sáng con mắt ra, chứ mình ở trong nước mình ngu luôn anh chị. Ngu như con cú. Mình ở trong nước là mình ngu như con cú bọ luôn. Con cú con gì mà ngu nhất là mình, nó đó là nó đó. Ở trong nước là ngu anh chị, cả Đảng Cộng sản nó tuyên truyền rất ngu luôn à. Ở bên ngoài người ta bảo vệ cây hả, tao nó không dám chặt cây, còn bên Việt Nam khoái là chặt, khoái là chặt. Nó đè xe rồi, nó đè luôn người đẹp đang đi bộ, nó đè chết Dương luôn. Là Dương làm livestream được quăng cả nó bên đây quay cho mọi người coi luôn. Quận 2 Sài Gòn, trường tiểu học đổ cây phượng chết bé học sinh bạn ơi. Cái đổ cây đó, mình chống cây, ở nước ngoài người ta chống cây, chứ không phải đi chặt hết những cái cây khác. Trời ơi, bạn trồng một cái cây đó 4-5 năm trời để có cái tàn cây, khổ quá cơ đấy. Biết rồi. Nhưng mà chặt hết trơn nó nóng, mà trong khi cái sân người ta làm cỏ thì ở Việt Nam cái sân đổ bê tông hết. Bắt đầu là sao? Đổ bê tông đó. Việt Nam đó, nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên đất nước ngày hôm nay nó phát triển vậy đó. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên hôm nay là đường đổ bê tông hết. Mà không biết đổ bê tông nóng thấy bà nội nóng như điên. Đâu phải đổ bê tông là phát triển đâu. Ôi giời ơi, không phải đổ bê tông là phát triển đâu chị. Phát triển nó không phải nằm ở chỗ đó đâu. Ôi giời ơi, khổ lắm cơ đấy. Ôi ơi à, có nhiều người nói vậy, bây giờ đổ bê tông đường xá đi không có sình lầy hơn ngày xưa, không có đi đường xá bây giờ sạch đẹp hơn ngày xưa. Cho nên giờ là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà người dân giờ sống sướng lắm. Ờ, sướng lắm. Sướng xong rồi nắng điên người luôn. Đây có đường mòn đi không? Đây không có đường mòn giống như bên kia. Ồ, Dương đi đường mòn trong cỏ đi cho anh chị. Nè, ở bên đây đường mòn nó không có mở ra giống như bên kia. Thấy không? Xe nè, có cái tàn cây anh chị coi kìa, không nó thòng 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 xuống kìa. Út mà chặt cây bồi thường 70.000 đô luôn nó có nè anh chị, thấy không đẹp không nó nó này, giống như cỏ mây vậy anh chị, nó cỏ mây, hoa cỏ mây nè, đẹp không nè. Cây nè nó thòng xuống vậy nè mà nó không có chặt, anh chị thấy không, cây nè nó thòng xuống vậy luôn nè, nó đâu có cho người ta đa đảng đâu, nó không cho người ta đa đảng cho nên nó một đảng nó muốn làm gì làm. À ở bên đây đảng nhiều lắm à, đảng môi trường, đảng bên trái, đảng bên phải, đảng lao động, đảng Social Venstre Party, cái đảng gọi là giống như đảng bên Social là xã hội gì ta, nó nhiều đảng lắm, mỗi một đảng người ta phụ trách một cái lĩnh vực. Ví dụ như ai quan tâm tới môi trường thì người ta sẽ làm việc, người ta hoạt động cho môi trường, người ta hàng ngày người ta đi kiếm, người ta nghiên cứu những cái gì đó để người ta bảo vệ môi trường, người ta đưa ra những cái chính sách để hạn chế cái việc mà hủy hoại môi trường, làm cho môi trường nó bị nguy hiểm, ví dụ vậy. Nè anh chị coi nè, cây nè, trời ơi nhánh nè, nó thòng xuống tới đất luôn nè anh chị, thấy không, cái nhánh cây này nó thòng xuống tới đất luôn nè. Tại sao nó không chặt, nó không có chặt nè, đây nè nó thòng xuống luôn nè anh chị. Hồi ở trong nước mẹ ru rú, có ở xó, có ra ngoài đường đâu mà biết. Nguyễn Thị Cẩm Tú đang nhiều bán cây chạm vô, cây chạm vô má vô Dương kìa. À đúng rồi, rồi gì đẹp vậy, trời ơi đẹp vậy ta, wow. Đẹp quá luôn. Quá trời đẹp.
vừa đi bộ, vừa nói, vừa đi bộ, vừa nói, vừa cầm điện thoại, vừa quan sát, vừa suy nghĩ xem mình sẽ nói cái gì. Cho nên con thì Dương nó mệt, nó không có gây lộn với AK47 được. Thông cảm, AK47 comment đi để dành đó tôi xử sao. Chim kêu, chim kêu, chim kêu ven rừng suối gọi. Có bài gì ta? Quên rồi, chim kêu ven rừng suối gọi hay gì? Tôi bắn chết mẹ chim luôn đó, hay lắm, quên rồi. Mấy con chim này là ở Việt Nam linh dĩa, à, chim sẻ ru ti. Ủa anh chị tin không? Cách đây 4 bữa, Dương mở cửa sổ ra, Dương đang làm đồ ăn, thì bỗng nhiên Dương thấy một con chim nó cỡ bằng tay Dương vậy nè, nó đứng ngay cửa sổ. Cái Dương nghiêng mình ra, cái Dương hai, Dương nói chuyện với con chim anh chị, mà Dương nói chuyện cái kiểu giống như là nó là người ta luôn á trời. Tự nhiên quay ra cái nói chuyện với nó. Hai, vừa đang vừa đem ở đây nói chuyện với con chim vậy anh chị, mày khỏe không, mày có chuyện gì không vậy, quay qua nói chuyện. Are you okay? Trời, đứng nói chuyện với con chim vậy anh chị, cái nó không thèm bay luôn, con chim không bay luôn anh chị, nó đứng nó nhìn Dương trân vậy đó. Cái mình tưởng là con chim này nó bệnh rồi, nó đứng ngay cửa sổ mà nó bay không nổi nữa, chắc nó sắp chết rồi ha. Trời ơi, cái Dương thò tay ra anh chị, Dương rò nó luôn, nó không bay luôn anh chị. Bắt đầu Dương nhấc lên nó mới bay đó anh chị, con chim á, bộ dạng ghê không. Còn ở Việt Nam là con chim nó thấy mình nó bay cắm đầu, tới con chim trên cây thôi đó, nó thấy người ta là nó bay cắm đầu rồi, nó thấy người ta vừa cầm cái tay lên là bắt đầu nó bay, tới bay chuối nhủ luôn anh chị, nó bay rồi nó bay toán làng, nó bay không thấy đường bay luôn. Còn bên đây mình mở cửa sổ ra mình hay, mình hay nó cái mình chào nó cái nó hay, rồi mình chào nó, mình đưa tay ra, không bay là không bay. Cái thứ quỷ chim Na Uy gì mà nó dạng như quỷ, nó không nhường một cái sự dạng nào cho người Việt Nam luôn, ở quên lộn cho chim Việt Nam luôn á. Chim Việt Nam mà nó thấy người một cái là nó bay tối trời tối đất, nó không thấy đường bay luôn, mà nó lo lật đật, nó nhắm mắt nó cứ bay thôi, kệ bay được để sống chứ không bay là chết. Nó cứ chim Việt Nam là nó cứ giơ cánh lên nó bay thôi, miễn là bay kịp thôi, bay kịp để né cái viên đạn. Ở Việt Nam nó có gọi là súng hoa cải hả, súng hoa cải để bắn chim á, là nó lo nó bay cho lẹ để tránh cái viên đạn nó thôi, chứ còn là nó không biết rằng là cái đường bay của nó là nó đúng hay không nữa. Nó nhắm mắt nó bay đại đó, bay đằng trốn nè. Nó có con chim đen nữa kìa, trời chim đen lông quá trời, đứng im nha mày, đừng bay nha mày. Chim đen thui, chim nhà ai bắt về đi. Đó, có được cái mỏ vàng thôi. Rồi bay rồi. Mày ở Việt Nam là mày chết bà mày luôn, không? Con chim đó ở Việt Nam là nó chết ông cố nội nó luôn, nó chết mấy kiếp rồi, không? Nên là bắt đầu là bắn, bỏ vô túi. Ừ. Trời ơi cay. Xe gì mà xe lắm thế? Nhìn Dương quá trời. Rồi, chết cha, pin yếu. Mát quá anh chị ơi, mát quá luôn. Dương yêu thiên nhiên. Đó, yêu thiên nhiên lắm, rất là yêu thiên nhiên. Mà pin yếu rồi, pin đã yếu rồi. Đó, thấy không, thấy thương không? Dạ đúng rồi đó. Người trời ơi sao mà tôi thương bà quá cơ. Kim Thánh, dạ thương không? Thương không? Đó, Dương là Việt Kiều yêu nước nha anh chị, nhớ Dương là Việt Kiều yêu nước nha. Nói nghe thấy ghê quá. Mình livestream á thì nói mình khoe, mà mình không livestream á thì là mình sẽ, ủa đâu có xe chạy đâu qua luôn. Mình không livestream mình sẽ giúp nó che đậy những cái sự dối trá của nó. Đây nè, mỗi néo đường xanh lẹ xanh lét, người ta ung dung nắm tay nhau, người ta đi chơi đó, thấy không, thoải mái không? Nó thấy không? Ok anh chị, anh chị phụ dưới Dương á, gửi mail lên những người lãnh đạo Việt Nam á, là ở bên Na Uy cần những người lãnh đạo qua để phong tỏa, cần những người lãnh đạo Việt Nam qua để đốn ngã những cái cây này, không thôi là cây nó sẽ ngã xuống, nó đè những chiếc xe hơi. Tội nghiệp người ta lắm. Na Uy rất là cần một cái sự giải phóng ha. Khổ lắm cơ. Ok anh chị ha, Dương dừng tại vì điện thoại Dương pin yếu rồi. Dương đi về nhà đây. Đó, nhà của Dương nằm bên kia. Tới rồi. Đó, nhà của Dương nằm bên kia chứ không phải nằm trên xe đỏ nha anh chị. Nhà Dương nằm bên kia kìa. Đó. Bye bye nha. Bye bye.